Hôm nay trang trại Thanh Xuân gửi một thùng xốp tắc kè đã làm sạch, làm thịt 100 con tắc kè để gửi cho bác khách hàng mua về ngâm rượu, bác khách hàng quen của trang trại Thanh Xuân. Tắc kè thịt nhân viên đã mổ sạch rồi, đậy vào đi. Đấy. Giao cho bác khách hàng và một gói trứng dế gửi cho một bác khách hàng ở tỉnh, trứng này đi đâu đây? Hà Giang á? Quảng Bình, Hà Giang. Cái này đi đâu? Cái này là đi Hưng Yên. Cái nào đi Quảng Bình? Trứng dế. Sao lại Hà Giang mà? À, trứng dế đấy, Quảng Bình, Hà Giang đấy, nó là huyện Quảng Bình, tỉnh Hà Giang. Huyện á? Huyện Quảng Bình à? Huyện Quảng Bình. Ơ. Xã Tân Bắc, huyện Quảng Bình, Hà Giang. Hà Giang này có cả huyện Quảng Bình à? Giờ này bồi dưỡng nhân viên kinh cherry bồi dưỡng cherry đi. À đấy, bảo nhắn số tài khoản để gửi 5 triệu. Anh kêu gửi giờ này anh gửi. Vất vả quá, vất vả bồi dưỡng. Bây giờ nhân viên sẽ đi giao tắc kè và trứng dế cho khách hàng để trứng nuôi vào. Gói trứng dế thì gửi qua bến xe lên Hà Giang, còn tắc kè thì cũng gửi qua ô tô đóng thùng xốp và gửi luôn cho bác khách hàng luôn. Hôm nay thời tiết Hà Nội hơi lạnh, rét mưa, rét sâu. Có bác khách hàng có nhu cầu để về chăn nuôi tắc kè, dế mèn, bọ cạp cứ liên hệ với trang trại Thanh Xuân để chúng tôi cung cấp giống và bao tiêu sản phẩm đầu ra quanh năm, ngày tháng số lượng lớn. Chúng tôi cung cấp giống và bao tiêu các sản phẩm về tắc kè, dế mèn, bọ cạp, những con côn trùng ở trang trại và cái con tắc kè đấy. Chúng tôi cung cấp giống ra thì chúng tôi sẽ thu mua lại sản phẩm quanh năm, thu mua lâu dài. Đây là rau cải bắp, bắp cải để cho dế ăn. Cải bắp đây, nhân viên sẽ có trách nhiệm hái rau để cho dế ăn theo bữa trong ngày. Bây giờ là 1 giờ 15 buổi trưa, nhân viên cũng đã về hết rồi. Mỗi một nhân viên của trang trại Thanh Xuân thì có những trách nhiệm và có từng khu một, khu tắc kè, bọ cạp. Trang trại Thanh Xuân vẫn hoạt động bình thường đến hôm nay. Hôm nay thì tắc kè, bọ cạp, trang trại Sơn bắt đầu, nhân viên bắt đầu làm việc. Thì bác khách hàng cũng đã mua, mở hàng luôn và chuyển khoản từ hôm qua rồi. Còn dế chúng tôi mở hàng từ hôm mùng 4, mùng 5 Tết. Các bác cứ nuôi dế trước rồi mình sẽ nuôi tắc kè, bọ cạp vào đầu xuân. Nó sẽ vào đẻ luôn vào thời điểm nắng ấm. Dế mèn thì mình nuôi quanh năm, lúc nào mình cũng có dế để bán. Tắc kè thì mùa đông nó sẽ lớn chậm hơn, mình cứ nuôi để đấy thôi. Khi không phải là đến mùa đông thì mình không nuôi, mà mình vào giống từ đầu xuân như này là nó hợp lý. Về nó sẽ đẻ ngay thì bà con mình sẽ nhìn thấy cái thành quả luôn.
và tắc kè bọ cạp thì nuôi thời gian nó sẽ lâu hơn, và sản lượng thì cứ từ 3 triệu trở lên. Bà con mua giống là chúng tôi bao tiêu hết toàn bộ sản phẩm mà bà con cho nó sinh sản ra. Thế hệ con cháu trở đi, con cháu chắc chút chít đấy, là chúng tôi bao tiêu hết cho bà con. Website trangtraidinhxuan.com, bà con vào đấy để theo dõi mục hợp đồng giá giống, giá thu mua. Ở ngay đầu tiên của website, kênh YouTube Trang Trại Thanh Xuân kênh 1, Trang Trại Thanh Xuân kênh 2, bà con vào để đăng ký kênh và xem hàng nghìn video mỗi một kênh, vài nghìn video chúng tôi tải lên qua những ngày, những tháng từ năm 2009 bắt đầu được phát sóng trên VTV, thì chúng tôi cũng đã nhúc nhắc để tải lên trên YouTube khoảng năm 2010 thì phải, hay là 2009 ấy, cũng không nhớ lắm. Và những năm trước đó thì không có, chưa làm YouTube mấy, nên là chỉ có website, cũng chưa có phát triển. Hồi đấy là mình cũng có bán ở các kênh giao vặt thôi, chẳng hạn như bà con cứ đánh Trang Trại Thanh Xuân ấy thì nó sẽ ra ở các cái tài khoản khác. Cũng từ năm 2004 là đã kinh doanh, đã chăn nuôi rồi, nhưng mà thu mua bán nhỏ lẻ thôi. Hồi đấy nó không được lớn mạnh như bây giờ, càng ngày thì càng lớn mạnh phát triển hơn.